Xin chào tất cả anh em, chào mừng mọi người đến với video của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện và có thể coi như là một vài cảm nhận của mình về một chai nước hoa có thể gọi là khá là được hay nhắc đến của nhà MFK, đó là Baccarat Rouge 540. Cái chai nước hoa Baccarat này được tạo ra để kỷ niệm 250 năm ngày thành lập của công ty đá quý Baccarat, và 540 có ý nghĩa là cái nhiệt độ cần để đá thành màu đỏ. Đấy là một vài cái chi tiết mình muốn giới thiệu qua cho các anh em tại sao nó lại có tên là Baccarat Rouge 540. Rouge nó cũng có một cái nghĩa tương đương là red, màu đỏ đó. Cái chai nước hoa này thì rất là nhiều kênh đã review, Tây cũng có, ta cũng có, cho nên là mình nghĩ là mình không cần phải mình thấy nốt hương gì, mình thấy mùi hương là như thế nào cả. Mà trong cái video này thì mình sẽ nói những cái điểm mình thích và những cái điểm mình không thích ở chai nước hoa này, hoàn toàn là dựa trên cái quan điểm cá nhân của mình đó. Ok, đầu tiên là mình sẽ nói về những cái ưu điểm của chai nước hoa này trước. Cái điều đầu tiên mình muốn nói ở chai nước hoa này đó là thực tế mà nói về cái nguyên liệu của nó lại rất là rẻ, rất rẻ. Cái số tiền nếu như mà ở trên trang web chủ của MFK hiện tại đang để đó là 195 bảng Anh cho 70ml, thì mình nghĩ là mình sẽ phải trả cho nguyên liệu này một cái số tiền rất nhỏ, và số tiền lớn còn lại là mình để trả cho cái sự tài ba của Mason Francis Corjan. Tại sao mình lại nói là như thế? Bởi vì chai nước hoa này hoàn toàn không, gần như là có một cái tỷ lệ rất là thấp là nguyên liệu tự nhiên, còn 99,99% là nguyên liệu nhân tạo. Trong một cái bài phỏng vấn thì Corjan cũng đã nói là ông sử dụng gần như đâu khoảng chưa đến 1% nguyên liệu tự nhiên. Do đó về mặt cơ bản, ông coi chai nước hoa này là ông sử dụng là nguyên liệu nhân tạo. Và đây là một cái điều mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ tài năng của Corjan này, bởi vì chỉ bằng với những cái chất hóa học mà ông đã tạo ra một cái mùi hương cực kỳ là mềm mại, cực kỳ là thu hút, nồng nàn, ngọt ngào. Và đối với mình, đây là một cái bằng chứng khá là rõ nét cho những ai mà đang có một cái khái niệm đó là nước hoa niche đắt tiền, là bởi vì sử dụng những cái nguyên liệu tự nhiên đắt tiền trong mùi hương. Hoàn toàn không phải là như thế, mà cái quan trọng nhất đó phải là cái đầu của perfumer và đôi bàn tay của họ khi mà họ pha chế, họ cảm nhận, họ ngửi mùi hương nào để họ chế tạo ra một mùi hương, chứ không phải là nguyên liệu. Nguyên liệu chỉ là cái cần để họ tạo ra mùi hương, nhưng nó không phải là thứ quyết định. Cái điều này mình đã nói trong một cái video lần trước rồi, và bây giờ mình lại phải nhắc lại đó. Và Baccarat Rouge 540 này là một trong những cái ví dụ mà mình muốn nói đến với các anh em. Điểm thứ hai mình muốn nói về chai nước hoa này đó là mùi hương của nó. Một cái mùi hương giống như, đối với mình, nó giống như một cái viên kẹo bông đó. Và khi mình xịt thử mùi hương của chai nước hoa này, nó làm mình nhớ đến một cái câu nói mà vô tình trước đây mình được đọc, đó là "The sweet nothing whisper into the air", tạm dịch tiếng Việt đó là cái lời thì thầm ngọt ngào bên tai. Tại sao mình nói như thế? Bởi vì cái mùi hương này, thực tế mà nói, khi mà các anh em thẩm mùi thì tốt nhất là nên bỏ qua cái kiểu bình thường là phải hít ngửi thế này. Bởi vì thực tế mà nói, bởi vì mình đoán là Corjan khi mà làm mùi hương cho chai nước hoa này, bởi vì là một kỷ niệm trong một công ty về đá quý, nên mình cảm giác là ông khi mà ông pha chế mùi hương, ông cũng muốn nó là giống như một cái khối Rubik thống nhất. Khi mà mình xịt, mình thấy rất là khó để có thể phân biệt được đâu là nốt gì, đâu là nốt gì, đâu là nốt gì, mà nó là một cái khối tổng hòa không thể phá vỡ được, ngọt ngào, quyến rũ, nồng nàn đó. Cho nên khi mà chúng ta xịt thì hãy cứ để những người ngửi thấy mùi hương này cảm giác giống như một cái lời thì thầm ngọt ngào bên tai vậy. Chúng ta hãy để cho họ cảm nhận là như thế. Còn công việc của chúng ta không phải là để cảm nhận, tự xịt rồi phân tích này. Điều đó mình cảm thấy là không cần thiết, bởi vì thực tế như mình đã nói, để mà phân biệt các cái nốt nguyên liệu trong chai nước hoa này là không hề dễ dàng đó. Và đấy là cái điều mình thích ở chai nước hoa Baccarat này. Điều thứ ba mình thích ở chai nước hoa này đó là khả năng lưu hương của nó rất rất xuất sắc. Mình đã xịt thử lên giấy và trong 2 ngày nó vẫn giữ được một cái mùi hương ở trong, lưu lại trong phòng của mình. Mỗi khi mình đi làm về, mình mở cửa thì cái mùi hương của Baccarat nó hiện lên rất là rõ ràng. Mình ngửi một cái là mình có thể nhận biết được ngay. 2 ngày rồi nhưng mà mình vẫn cảm thấy nó không hề suy yếu đi.
Và đấy là cái mà mình rất hài lòng với khả năng lưu hương của Barcrack. Có một cái thực tế là có rất nhiều anh em nó thắc mắc là tại sao khi mà người mình xịt người mùi hương này thì không ngửi thấy gì. Thì mình cũng xin nhắc lại với anh em là không cần phải quá lo lắng, bởi vì khả năng lưu hương của Barcrack là rất tốt. Còn tại sao các anh em không ngửi được thấy mùi hương mà và lăn tăn là cái khả năng lưu hương của nó, thì mình nghĩ là mọi người không nên quá lo lắng. Cái quan trọng để cho mọi người ngửi thấy mùi hương của chúng ta, chứ còn cái việc chúng ta ngửi được hay không nó chỉ là một phần mà thôi. Quan trọng là chúng ta xịt để cho mọi người cảm nhận thấy thế nào là ngọt ngào, thế nào là nồng nàn của chai nước hoa này đó. Ok, vừa xong thì mình vừa list với các anh em 3 điểm mình thích ở chai nước hoa này, thì mình tóm tắt nhanh lại. Điều đầu tiên đó là mặc dù nó là sử dụng nguyên liệu nhân tạo nhưng nó đã dưới cái bàn tay tài ba của Kojan, nó tạo nên một cái mùi hương rất là ok, rất là tốt. Cái thứ hai đó là nó giống như một cái mùi hương này, nó giống như những lời thì thầm nhẹ nhàng ngọt ngào cho những ai đã được ngửi mùi hương này. Và chúng ta hãy cứ xịt và để cho mọi người tự cảm nhận, bởi vì mình nghĩ là mọi người sẽ đều thích mùi hương của chai nước hoa này, cho nên không cần phải quá là lo lắng. Và cái thứ ba đó là khả năng lưu hương của nó đó. Đấy là 3 điểm mình thích ở chai nước hoa này. Vậy những điểm mình không thích ở chai nước hoa này đó là gì? Điều đầu tiên mình muốn nói đến đó là mình đã từng đọc một bài báo là tại sao nước hoa niche thường rất là đắt tiền. Và tác giả bài báo này đã nói họ cũng list ra là, đó là dùng những cái nguyên liệu tự nhiên rất đắt tiền, ok. Và ngoài ra họ nói là có những cái chai nước hoa đắt tiền bởi vì là nó đắt tiền là bởi vì cái marketing của nó, chứ không phải là mùi hương của nó. Và mình rất là tiếc, đó là Barcrack đối với quan điểm của mình là một trong những cái chai nước hoa ở câu nói này. Có nghĩa là gì? Một sản phẩm kỷ niệm 250 năm thành lập của công ty đá quý Barcrack được chế tạo bởi một nhà nước hoa perfumer rất là nổi tiếng, đó là Maison Francis Kojan đó. Thì chiến lược có là quá tốt rồi, rất là nổi tiếng, rất là ok. Nhưng mùi hương của chai nước hoa này nó so với cái mức giá của nó là chưa tương xứng. Mình không nói là nó tệ, mùi hương này rất là tốt, rất là xuất sắc. Thế nhưng để bỏ ra một cái số tiền là hơn 200 đô cho 70ml nước hoa, chúng ta không cần, chúng ta cần một cái gì đó nó phải lớn lao hơn. Chúng ta, nó giống như kiểu là chúng ta cần, ví dụ như nếu mà nói về phim ảnh, chúng ta cần một cái Titanic chẳng hạn đó. Về hội họa thì chúng ta cần phải giống như là Mona Lisa chẳng hạn đó. Đấy là đều là những cái đột phá về sáng tạo đó. Còn Barcrack nó là một cái mùi hương xuất sắc, nhưng nó không phải là một mùi hương có thể loại là ồ lên, có thể khiến chúng ta ồ lên bởi vì là một cái gì đó nó bất ngờ. Thì thực sự đối với cá nhân mình, Barcrack không phải là như thế. Nó có thể là mềm mại, nó có thể là ngọt ngào, nó có thể là thu hút, nhưng mà nó so với cái phần còn lại là nó tốt hơn thôi, chứ nó không phải là một cái gì đó là gọi là đầy tính sáng tạo đột phá khi chế tạo mùi hương cho chai nước hoa này. Và đấy là cái điểm mà các anh em cần phải lưu ý, là hãy nên chắc chắn mua buyer thử mùi trước khi quyết định hạ tiền mua chai nước hoa này. Bởi vì mọi người đều nên phải nên biết là cái tỷ lệ thích và cái tỷ lệ ghét mùi hương chai nước hoa này là khá là gần như là cân bằng nhau. Có nghĩa là đọc trên tất cả các base note fragrance card hoặc là một cái gì đó chẳng hạn, thì cái tỷ lệ like hoặc là dislike, cứ một đoạn like nhiều thì đổi lại sẽ có một đoạn like không like rất là nhiều đó. Thì là cái chai nước hoa này các anh em nên thẩm trước khi mua. Còn thì không có một cái gì là tuyệt vời 100% cả. Và bỏ ra một số tiền không phải là rẻ để mua một chai nước hoa chỉ có 70ml thì càng phải nên cân nhắc kỹ. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ với anh em những cái điểm mình thích và điểm mình không thích ở chai nước hoa này. Tất cả nó là trên cái quan điểm cá nhân của mình, chứ nó không có tính kết luận. Thì mình rất hy vọng các anh em dựa trên cái video này sẽ có một quyết định là mua hay không mua mùi hương chai nước hoa này. Và mình xin nói lại, Barcrack là một cái mùi hương không phải là tệ, nó rất là tốt, 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 tốt. Và để mà dùng thì cũng rất là đa dụng. Và để mà dùng thì nó cũng rất là đa dụng. Tuy nhiên, các anh em nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định bỏ tiền ra mua chai nước hoa này.
Video của mình đến là hết, rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi. Hãy like và share nếu anh em cảm thấy video có trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.